Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hồi hộp như cha mong ra nhận được con á. Thành ra cái lần trên hoài của mày cũng nhớ con đến tận. Mỗi lần xem, mỗi lần rớt nước mắt khóc khung. Tôi quyết định là nó là con tôi một ngày mới an nhiên hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại câu chuyện của anh ca sĩ Randy và mẹ Út ở Trà Vinh. Thì trong mấy ngày qua Phương Văn cũng chia sẻ thông tin cũng như là các anh em YouTube đi tận Trà Vinh để quay hình ảnh cũng như là ghi lại những cái gì mà thực tế mẹ Út chia sẻ, và bà Tư là cái người nhân chứng đưa mẹ Út đi sinh. Thì hôm nay Phương Văn tiếp tục đưa cái thông tin cho quý vị khán giả là chính thức đã lấy mẫu xét nghiệm để gửi đi xét nghiệm quý vị khán giả. Và trong thời gian vừa qua thì Phương Văn cũng biết là rất là nhiều quý vị khán giả cũng như bà con cô bác xa gần trong và ngoài nước đang ngóng chờ tin tức và theo dõi câu chuyện này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số bà con rất là nóng lòng bảo là có cái xét nghiệm á, thì đưa lên luôn chứ đưa thông tin gì, rất là hồi hộp. Nhưng mà thật sự thì trong câu chuyện gì nó cũng có đầu và có đuôi, và nó có cái cơ sở để bà con cô bác theo dõi. Tôi sanh đẻ nó thiệt tình mà tôi đâu có giả dối gì. Bây giờ tôi gặp ba nó, tôi không có quen với ai hết trơn á. Thì tôi gặp ổng tới ổng về nước tôi không có. Và cái điều Phương Văn thấy rất là hay là khi một cái câu chuyện nào đó thì ngoài báo chí cũng như là bây giờ phát triển của mạng xã hội, đó là cái kênh YouTube đó quý vị khán giả, giống như TikTok hoặc là Facebook thì nó không có được rộng rãi như là YouTube. Họ có thể là quay giống như là một phóng viên nhà báo, và đồng thời những thông tin thời sự ngoài báo chí truyền thông ra thì bây giờ cái kênh về phát triển YouTube cũng rất là hữu ích và giúp cho bà con cộng đồng trong và ngoài nước cập nhật về thông tin cũng như về tìm kiếm người thân cho gia đình mình, vân vân. Thì Phương Văn cũng xin phép, vì sao mà đưa những cái thông tin từ video ngắn, tại vì luôn lúc nào cũng có cập nhật cái thông tin cho quý vị khán giả theo từng bước một, chứ không phải là đôi khi là đưa cái kết quả ra mà những cái thông tin trước không có chia sẻ cho bà con thì bà con đâu có nắm được câu chuyện từ đầu tới đuôi, giống như là mẹ Út ra làm sao, bà Tư kể làm sao, rồi là sống ở đâu và mẹ Út chia sẻ cái gì, chứ không phải là âm thầm xét nghiệm rồi đưa ra kết quả nói là đây là kết quả trùng khớp hoặc là kết quả là không trùng khớp. Thì nhiều bà con cô bác cũng không có đồng tình như vậy, là phải theo dõi câu chuyện có đầu có đuôi và có cái nội dung của câu chuyện như thế nào và cái kết quả ra làm sao. Thì đó là Phương Văn cũng như là tất cả các anh em YouTube mong muốn chia sẻ thông tin để cho quý bà con nắm được câu chuyện nào đó. Ông một hai ngày ông qua, hai ba ngày ông qua, ông qua chơi, rồi ông có khi ông qua ông chở anh đi chợ rồi đó, chở đi chợ chơi, rồi chở đi tiểu khu ông đó đó, lâu lâu cũng chở đi chơi, rồi ông qua nhà. Mà nhớ cũng để trong bụng rồi biết nói với ai bây giờ, có một mình á. Đây là cái câu chuyện mà đi tìm kiếm mẹ của anh Randy mấy mươi năm qua, và kể cả truyền thông và những cái chương trình lớn cũng đã từng tìm kiếm, cho tới ngày hôm nay thì hai mươi mấy năm đã trôi qua mà cái thông tin từng đi xét nghiệm với các bà mẹ cho rằng là ca sĩ Randy anh là một trong những người mà chính mẹ đã sinh ra. Nói gì thì nói, dù cho có những cái thông tin cơ bản để chúng ta đi xét nghiệm, thứ nhất là cái người mẹ đó có sinh ra một người em bé da màu và có đặt tên là Trần Quốc Tuấn, và sinh na ná những năm sinh năm 71 hoặc là 70 gì đó, thì cũng có cái cơ sở là chính thức cái người mẹ đó đã sinh ra em bé da màu, chứ không phải nói là kết quả xét nghiệm mà lấy mẫu khơi khơi. Tại vì mỗi lần đi xét nghiệm là chi phí cũng khá cao, là từ 5 tới 6 triệu đồng tùy theo xét nghiệm của mẹ con, thì tiền cũng xem như vậy.
đại khái là trong cái khoảng đó thôi. Tại vì trước đây Phương Văn cũng đã liên lạc với trung tâm xét nghiệm để làm xét nghiệm cho một số người. Thành ra cái việc mà đi xét nghiệm đó thì cho kết quả cuối cùng. Nhưng mà trước khi đi xét nghiệm thì chúng ta phải có những cái thông tin cơ bản và có một cái câu chuyện mình căn cứ vào đó mình mới đi xét nghiệm được. Lấy mẫu chứ mỗi lần tốn tiền như vậy thì không phải không có cái cơ sở mà mình đi khơi khơi như vậy thì cũng không có được. Mặc dù là có cơ sở mà đi xét nghiệm ra cho cái kết quả cuối cùng còn không có chính xác nữa, huống chi mà cái câu chuyện khơi khơi và không đưa thông tin cho quý bà con nắm được thì rõ ràng cái điều đó thì nó không có hay. Phương Văn cũng biết là quý bà con đang ngóng chờ tin tức đôi khi rất là hồi hộp bao nhiêu lần rồi chứ không phải là một lần đi xét nghiệm, và rất là nhiều kênh anh em YouTube khác nữa. Quý vị xem như là đây là một cái kênh thông tin truyền thông của YouTube đi, nhằm cung cấp thông tin cho quý vị khán giả. Chứ ở đây thì tất cả anh em đều làm những công việc này là thiện nguyện cả, chứ không có vụ lợi hay là có một cái lợi ích cá nhân nào về việc mà đi xét nghiệm hoặc là đi đưa thông tin cả. Cho nên là mong quý bà con thông cảm khi mà chia sẻ những thông tin nào đó thì giúp cho quý vị khán giả nắm được thông tin ABC trong câu chuyện đời thường cũng như là trên mạng xã hội. Thì hôm nay chính thức là bé Ngọc Bích đã hỗ trợ cho anh em YouTube là khi xét nghiệm thì chúng ta lấy cái mẫu móng tay và lấy cái mẫu tóc, nhưng mà phải rất là cẩn thận, tại vì cái mồ hôi tay của mình dính vào cái móng tay của người khác hoặc là cái chân tóc thì nó sẽ gây ra những cái khó khăn khi mà xét nghiệm ADN. Thì hôm nay cảm ơn Ngọc Bích, em là người hàng xóm cũng tìm kiếm những cái thông tin mà mẹ anh Randy từ trước tới giờ đi tìm mẹ đó. Thì 3 năm trước thì em Ngọc Bích cũng đã đăng tên trên Facebook, nhưng mà Facebook là do là cũng không có kết nối được rộng rãi. Tới ngày hôm nay thì 3 năm sau Ngọc Bích chính thức là chia sẻ câu chuyện này với các anh em YouTuber. Đặc biệt là cảm ơn anh Công Trần và cả ekip lặn lội đường xá xa xôi đi tận Trà Vinh để chia sẻ thông tin cũng như là hình ảnh cho quý bà con nắm được câu chuyện. Hy vọng là mẹ Úc là cái kết quả cuối cùng để anh Randy không còn phải đi tìm mẹ. Đây là một cái hy vọng mà tất cả bà con cũng như là cả ekip YouTube để thực hiện những cái video ngắn này, hy vọng là tìm kiếm thông tin và cũng như là người mẹ mà anh Randy đã tìm kiếm bấy lâu nay. Và khi lấy mẫu đó quý vị khán giả, thì Ngọc Bích đã đeo cái bao tay để cho không có dính vào cái mẫu móng tay đó rất là kỹ. Anh Công Trần ảnh rất là kỹ. Và nhiều người cũng thắc mắc tại sao có nhiều kênh YouTube mà đưa những cái thông tin này. Thật sự Phương Văn đã chia sẻ một trong những cái video vừa rồi đó. Khi mà quay câu chuyện nào đó thì không những đặt một máy quay mà người ta đặt cả chục cái máy quay. Thành ra mỗi một góc quay khác nhau và đồng thời là chia sẻ nhiều thông tin tin khác, nhiều cái thông tin trên nhiều kênh khác nhau. Cũng một câu chuyện đó mà chia sẻ trên nhiều kênh khác nhau. Tại vì đôi khi quý vị khán giả thấy cả thế giới này thì không thể nào mà một kênh truyền thông mà phủ sóng nổi. Cho nên là đó là nhiều kênh chia sẻ thông tin. Nếu quý bà con nào ủng hộ tất cả các kênh cũng như là những cái câu chuyện nào đó thì mong quý bà con là đăng ký ủng hộ cho tất cả anh em làm YouTube chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi câu chuyện cũng như phần tin tức ủng hộ các anh em làm YouTube. Đăng Facebook rồi ở xã rồi người ta dòm ta thấy cái hình tôi đó, rồi người ta cứ nói sao bà con Mỹ bà sao bà không đi tìm. Tôi có biết ở ngoài người ta xem ta cũng nói với tôi nó giống quá. Ai người ta cũng nói đều giống hết trơn á. Chỉ nói về cái cái ngày tháng cũng gần đó, y hệt đó. Tôi ở trong người tôi hy vọng tới 90%. Bây giờ chỉ mong sao mà được xét nghiệm sớm sớm, đừng cho chờ đợi lâu trông quá. Lâu thì tôi chết hết không. Và quay trở lại câu chuyện của anh ca sĩ Randy thì hy vọng là lần này là lần cuối cùng anh Randy đi xét nghiệm để tìm ra người mẹ của mình.
và nhiều quý bà con cũng nhận xét rằng là anh ca sĩ Randy có cái nét giống mẹ hơn, tại vì mẹ là cũng cái màu da ngăm, vì mẹ là người dân tộc Khmer hiện tại sống ở tại Trà Vinh, và ba là người Mỹ da màu, thì thành ra anh Randy giống cả ba lẫn mẹ. Đó là một số quý vị khán giả đã nhận xét, và đồng thời gương mặt cũng hao hao. Và cái điều này bao nhiêu lần chúng ta cũng đã hy vọng từng bà mẹ một, nhưng rồi lại xét nghiệm ADN không trùng khớp. Thì lần này quý vị khán giả cũng hồi hộp tương tự như vậy, kể cả Phương Văn cũng như là tất cả anh em YouTube. Khi mà cái ekip đi quay á, tới cái giai đoạn cuối cùng là lấy mẫu móng tay và móng tóc đó quý vị khán giả, thì tất cả anh em đều hồi hộp giống như quý vị khán giả. Qua đây Phương Văn xin nói cái điều này, nếu như cái việc mà trùng khớp thì cái niềm vui vỡ òa đến với anh ca sĩ Randy, còn nếu không trùng khớp thì cũng chuẩn bị tâm lý cho mẹ Úc để đừng có buồn, và đôi khi hy vọng quá rồi tuyệt vọng. Kết quả cuối cùng khi xét nghiệm ADN đó là xét nghiệm khoa học, cho nên chúng ta đó là một cái điều mà niềm tin lớn nhất. Có lẽ là từ 5 đến 7 ngày hoặc là 10 ngày thì sẽ có kết quả. Mà thực ra là nhiều lần đi xét nghiệm đó quý vị khán giả, thì giữa mẹ con thì cái kết quả nhanh lắm, từng 4-5 ngày là đã có rồi. Chỉ có anh em hoặc là bà con cô bác gì đó thì mẹ không còn nữa, xét nghiệm như vậy thì cái mẫu nó sẽ phức tạp hơn, thì trung tâm xét nghiệm người ta sẽ làm lâu hơn, và cuối cùng thì chúng ta cũng có cái kết quả. Và không có những cái thông tin nào khác nữa ngoài mẹ Úc, thì quý vị khán giả thấy là đây là một cái niềm tin mà tất cả quý vị khán giả đang gửi gắm ở mẹ Úc, hy vọng cuối cùng để anh phải đi tìm được mẹ. Và còn nếu như có cái thông tin nào bổ ích mà bà con xa gần biết được cái câu chuyện là có một người mẹ đã sinh ra em bé da màu và cũng na ná trong cái thời gian đó, sinh năm 70-71 và tên như vậy, thì quý bà con hãy cung cấp những cái thông tin đó về cho tất cả quý vị, về cho là những người anh em YouTuber cũng như là quý vị khán giả được biết được câu chuyện đó. Và câu chuyện thì sẽ được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, phải có câu chuyện từ đầu tới đuôi, chứ không phải là cắt ngang rồi đi xét nghiệm rồi đưa qua ra rồi nói giữa anh Randy và bà mẹ nào đó không trùng khớp, thì quý vị khán giả lại càng tức tối hơn, là ủa, tôi trước giờ tôi không có nghe cái câu chuyện xét nghiệm gì, không có nghe ai hết trơn, rồi làm sao mà đưa ra cái kết quả như thế này. Thì Phương Văn cũng như tất cả anh em YouTuber cũng mong muốn là chia sẻ câu chuyện nào đó, một nhân vật nào đó, nó phải đi từng bước một và từ đầu tới đuôi, phải có cái câu chuyện để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi, chứ không có đưa tắt ngang và khán giả xem cũng không hiểu vì sao, lý do vì sao là như vậy, và cái câu chuyện đó như thế nào thì nó không có thông suốt cái câu chuyện và khó theo dõi. Thực sự trước đây nhiều kênh giống như kênh anh Tuấn Vĩ cũng chia sẻ câu chuyện về xét nghiệm anh Hùng với chị Tuấn đó, thì quý vị khán giả đã hy vọng phải nói là 100% luôn. Và một số bà mẹ khác khi mà chia sẻ câu chuyện cũng hy vọng 100%. Và lần này chính mẹ Úc cũng hy vọng là anh ca sĩ Randy là con của mình 100%. Và quý vị khán giả cũng đang theo dõi hy vọng cái điều này là sự thật. Bên cạnh đó thì còn có bà Tư là cái người nhân chứng đưa mẹ anh ca sĩ Randy đi sinh, và đồng thời đặc biệt là biết được câu chuyện khi mẹ anh Randy quen biết người lính Mỹ da màu. Đó là một cái câu chuyện mà xưa xưa đã kể lại, bà Tư đã kể là mẹ anh Randy đi lên với người bạn ở Trà Vinh và nhận đồ của các anh chàng lính Mỹ đi về để giặt đồ. Và cái thời đó thì cái thời lịch sử hết sức là khó khăn trong cái việc mà đi lại giữa người lính Mỹ và người cô gái Việt Nam. Thì từ đó nếu như sinh ra một người con mà giữ lại thì cuộc sống cũng khó khăn, và đôi khi có lời dị nghị đàm tiếu đủ mọi điều, cho nên nhiều bà mẹ có con lai người Mỹ thì đôi khi đó đành lòng gửi vô cho nhà thờ, và rồi từ đó rồi mẹ con lại lưu lạc. Cũng như mẹ Úc đã kể, sau khi sinh một tháng
thì đã gửi cho trong các sơ ở trong nhà thờ, và sau đó thì lưu lạc đi mất và không có tìm được. Phải nói là đôi khi bà mẹ Út nhớ lại câu chuyện mà mình đã gửi con mình cho các sơ, phải nói là rớt nước mắt. Mẹ nói bây giờ không có khả năng mà nuôi được, với lại nữa lúc đó ôm đứa con 3 tuổi và sinh thêm em bé da màu, cộng với ba của em bé da màu đó là ông James, là người bạn trai của bà Út đó, thì lúc quen nhau 4-5 tháng mới có bầu thôi, thì lúc đó là ông James ổng đã đi về Mỹ rồi, không còn ở vợ lại Việt Nam, cho nên là không có nơi nương tựa và tinh thần để vượt qua những cái khó khăn khi sinh ra em bé da màu. Thứ nhất là về tài chính, không có ai đi làm để nuôi được, bà chăm cũng không có khả năng mà chăm đứa lớn rồi đứa nhỏ, cho nên chính vì vậy hoàn cảnh của mẹ Út rơi vào bế tắc, cho nên là gửi em bé da màu cho các sơ trong nhà thờ, hy vọng là gửi gắm con mình nơi đó để được chăm sóc tốt hơn, sung sướng hơn. Nhưng mà sau này rồi thời khắc lịch sử mà, cho qua người này cho qua người khác rồi lưu lạc mất. Và có nhiều người cũng thắc mắc là anh ca sĩ Randy được cho ở Đà Nẵng, nhưng mà sao là bây giờ xét nghiệm ở Trà Vinh. Thì Phương Văn có cơ sở cái điều này, cũng như là quý vị khán giả có cơ sở để cũng có một cái hy vọng là khi mà cho ở Trà Vinh cắt sơ rồi thì cắt sơ lại cho đi hoặc là di chuyển đi nơi khác, thì mình không biết được biết đâu di chuyển ra Đà Nẵng thì sao. Và hiện tại thì Việt Nam mình cũng không còn một người em bé lai Mỹ nào cả, đã làm thủ tục đi Mỹ hết rồi. Hiện tại thì các bà mẹ nếu như mà anh ca sĩ Randy không trùng khớp thì biết đâu được có những cái thông tin mà các em bé da màu đã lớn lên tại Mỹ đó, thì bây giờ tìm lại cội nguồn của mình, tìm lại những cái thông tin mà bà mẹ đã từng sinh ra em bé da màu để hy vọng họ tìm lại nguồn cội của mình. Không những anh ca sĩ Randy mà nhiều em bé da màu khác cũng đâu đó mong muốn tìm lại người mẹ ruột của mình ở Việt Nam. Thì đây là một cái thông tin rất là bổ ích cho tất cả những người con lai Mỹ. Hy vọng Phương Văn chia sẻ những thông tin này cũng như là các anh em YouTube cập nhật tình hình mới cho tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện giữa anh Randy đi tìm mẹ. Qua đây thì Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện về anh ca sĩ Randy, cũng như là những phần tin tức khác trong kênh Phương Văn Official đã chia sẻ. Mong muốn là cập nhật những thông tin mới cho quý vị khán giả xem, nghe và nắm được các câu chuyện trong cuộc sống đời thường. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi kết quả sớm nhất thì trong tuần này, trong một tuần, còn nếu mà trễ thì cũng là 7-8 ngày và không xa hơn nữa. Thì mong khán giả, quý vị khán giả theo dõi và đón nhận những cái thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.